Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, chương 15. Hạnh phúc của một tang gia. Văn Minh nữa cũng nói vào một đám ma gương mẫu. Ba hôm sau, ông cụ già chết thật. Cả cái gia đình ấy đã nhao lên mỗi người một cách. Đi gọi từ ông Lang Băm Tây cho đến ông Lang Băm Đông, già và trẻ, để thực hành đúng cái lý thuyết nhiều thầy thối ma. Ông cụ già chết, danh dự của Xuân lại càng to thêm. Vì cái lẽ rất chính đáng là luôn ba hôm nó đã trốn một chỗ nào không ai biết, đến nỗi cụ bà cho người đi tìm đâu cũng không thấy. Thiếu ông Đốc Tờ Xuân là thiếu tất cả. Những ông thầy thuốc chính hiệu đã thất bại hoàn toàn. Về phần ông Đốc Tờ Trực Ngôn, thấy bạn đồng nghiệp Xuân của ông không chữa nữa, cho đó là một bệnh nặng, ông cũng không dám nhận. Đó thật là một bài học cho những kẻ nào dám bảo một người như Xuân Tóc Đỏ là con nhà hạ lưu, ma cả bông, vô học, vô lại, nhặt ban quần. Người ta lại đi mời cả cụ Lang Tỷ lẫn cụ Lang Phế. Nhưng vì quá giận, hai cụ đã từ chối chạy chữa, cũng như những vị danh y biết tự trọng. Người ta đã nghĩ đến cả thuốc thánh đền bia. Vừa mới chữa một người ho lao và một người cảm thương hàn bằng bùn đen và kích trâu, công hiệu đến nỗi họ mất mạng. Và quan trên lại điều tra ra rằng có một tụi cường hào tổ chức ra thánh, mà tụi cường hào ấy lại ăn cắp tiền quỹ nữa, nên tự nhiên thánh cũng hết thiêng liêng. Những việc trắc trở như thế đã làm cho ông già hơn 80 tuổi phải chết một cách bình tĩnh. Trong lúc gia đình nhốn nháo, thằng Bồi Tiêm đã đếm được đúng 1872 câu gắt "biết rồi khổ lắm nói mãi" của cụ Cố Hồng. Cái chết của ông lão già đã làm cho nhiều người sung sướng lắm. Ông Phán Mộc Sừng đã được cụ Hồng nói nhỏ vào tai rằng sẽ chia cho con gái và con rể thêm một số tiền là vài nghìn đồng. Chính ông ta cũng không ngờ rằng giá trị đôi sừng hươu vô hình trên đầu ông ta mà lại to đến như thế. Ông cho rằng Xuân có tài quảng cáo lắm, nói một lời là có vài nghìn bạc, nên sau khi được lời hứa quý hóa của ông bố vợ, ông trù tính ngay với Xuân một công cuộc doanh thương. Thưa ngài, ngài là một người chồng mộc sừng. Ông Xuân chỉ nói có thế mà làm cho ông thêm được vài ba nghìn bạc. Thì khi ông Xuân nói đại khái, thưa ngài, thứ hàng này tốt nhất, buôn ở Tây Phương, chắc phải có giá trị hơn nữa. Ông muốn gặp ngay Xuân để trả nốt 5 đồng trước khi buôn bán, cũng đã giữ chữ tín làm đầu. Cụ Cố Hồng đã nhắm nghiền mắt lại để mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc méo, để cho thiên hạ phải chỉ trỏ: úi kìa, con trai nhẫn đã già thế kia rồi kìa. Cụ chắc cả 10 phần rằng ai cũng phải ngợi khen một cái đám ma như thế, một cái gậy như thế. Điều băn khoăn của con cụ, ông Văn Minh, chỉ là mời luật sư đến chứng kiến cái chết của ông nội mà thôi. Thế là từ nay mà đi, cái chúc thư kia sẽ vào thời kỳ thực hành, chứ không còn là lý thuyết viển vông nữa. Ông chỉ phiền một nỗi không biết xử trí với Xuân Tóc Đỏ ra sao cho phải. Xuân tuy phạm tội quyến rũ một em gái ông, tố cáo cái tội hoang dâm của một em gái khác nữa của ông, nhưng tình cờ đã gây ra cái chết của ông cụ già đáng chết. Hai cái tội nhỏ, một cái ơn to, làm thế nào? Ông phân vân, vò đầu rứt tóc, lúc nào mặt cũng đăm đăm chiêu chiêu, thành thử lại thành ra hợp thời trang. Vì mặt ông thật đúng là cái mặt của một người lúc gia đình đương là tang gia bối rối. Mà bối rối thật, người chết sau khi được quan trên khám qua loa đã được khâm niệm đến gần một ngày rồi, vậy mà chưa thấy cụ Hồng ra lệnh phát phục.
Mặc dù mọi công việc cử hành tang lễ đã quyết định xong xuôi, phái trẻ, nghĩa là bọn dâu con, đã bắt đầu la ó lên rằng phái già chậm chạp. Cậu Tu Tân cứ điên người lên vì cậu đã sẵn sàng mấy cái máy ảnh mà mãi cậu không được dùng đến. Bà Văn Minh thì cứ sốt cả ruột vì mãi không được mặc những bộ đồ xô gai tân thời, cái mũ mấn trắng viền đen, những cái rất ăn nhau. Mà tiệm Âu Hóa một khi đã lăng xê ra thì có thể ban cho những ai có tang thương đau đớn, vì kẻ chết cũng được hưởng chút ít hạnh phúc ở đời. Ông Tiffner rất bực mình vì mãi không được thấy những sự chế tạo của mình ra mắt công chúng để xem các báo chí phê bình ra sao. Người ta đổ lỗi cho ông Văn Minh không khéo can thiệp để mọi việc phải trì hoãn. Cụ Hồng cứ nhắm mắt lại kêu khổ lắm. Cụ bà hay lề lối vẽ chuyện lôi thôi. Kỳ Thủy sở dĩ chưa phát phục chỉ vì chuyện Tuyết, hay là việc Xuân tóc đỏ đã gây ra cho Tuyết vậy? Khi cụ Phán Bà ở nhà người vị hôn phu của Tuyết ra về đến nhà mình, thì trước những cặp mắt ngơ ngác của một bầy con cháu chí hiếu chỉ nóng ruột đem chôn cho chóng cái xác chết của cụ tổ, cụ bà đã lặng lặng ra hiệu cho Văn Minh theo mình lên gác với cụ ông. Lúc này, cụ ông đã hút xong điếu thuốc thứ 60, nên thằng Bồi Tiêm đã lui đi chỗ khác để mặc cụ hưởng những dư vị mà thuốc phiện còn để lại trong phổi. Trông thấy cụ bà, cụ ông ngồi nhõm dậy hỏi dồn: "Thế nào hả bà? Chuyện trò ra làm sao? Người ta có hối hôn không?" Cụ bà lặng lặng ngồi xuống cạnh, Văn Minh cũng kéo ghế đến gần sập nghe ngóng. Mãi cụ bà mới thở dài mà rằng: "Thật khó nghĩ quá, người ta không hối hôn mà cũng không ra làm sao, mà người ta sắp đến phúng nữa, thế mới lạ chứ." "Ô hay, thế sao bà không bảo người ta cưới chạy tang đi có được không?" "Người ta cũng không muốn cưới chạy tang, thì ông bảo tôi làm thế nào?" "Ô hay, thế muốn bỏ hay muốn theo đuổi? Nhất định sẽ cưới con Tuyết hay chê nó hư hỏng, ít ra họ cũng phải có một thái độ rõ rệt chứ." Cụ bà hỏi lại cụ ông: "Như thế thì ông thử đoán xem bụng dạ người ta nghĩ ra làm sao?" Cụ ông nhăn mặt lại gắt: "Khỉ lắm nữa, mình đã tranh lấy mà đi, rồi lại về hỏi vặn người nằm xuống xó nhà." Từ đây trở đi, cụ ông cụ bà cãi cọ nhau theo lối những cặp vợ chồng già cổ điển của những gia đình nền nếp. Những gia đình có những cặp vợ chồng không bao giờ ôn tồn được với nhau trong 15 phút trò chuyện bất cứ vấn đề gì. "Tôi ấy à, tôi thì tôi cho là người ta chưa dám tin đích xác là con Tuyết đã hư hỏng." "Thôi đi, tôi thì tôi cho người ta đã muốn hối hôn rồi, bà đừng bênh con." "Sao người ta còn định phúng viếng? Sao ông nói dốt thế?" "Ấy thế họ mới sợ, họ không hối hôn nhưng mà họ cứ để thế, để cho không ai nào dám hỏi con Tuyết nữa, rồi thì con gái bà đến chết già." "Chưa chắc, dễ họ cũng phân vân như mình, vì đến chính ngay mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay là không. Cho nên khi tôi kêu rằng nên xin cưới chạy tang đỡ tốn kém, khỏi phải chờ đợi những 3 năm, thì họ đáp rằng con trai họ cũng còn ít tuổi, lại đương ăn học, cũng chả vội gì mà phải cưới sớm, dù 3 năm đến chưa 5 năm thì đợi cũng được. Thế bây giờ định thế nào? Như ý tôi thì hỏi ngay ông Đông Xuân xem ông ta có ưng không, thì bảo ông ta cưới chạy tang cho xong chuyện đi." Cụ bà cắn môi nghĩ ngợi. Cụ còn nhớ rõ lúc Xuân nói: "Tôi mà xấu thì cũng chả ai đẹp được." Rồi sau khi ấy, bà bảo ngay vào mặt ông Phán con rể cụ là mọc sừng cho con gái cụ phải ê trệ một phen. Xuân nóng nảy như thế thật đáng sợ. Giá cụ trông thấy Xuân, cụ vẫn phải xấu hổ. Có một ông rể quý như Xuân, kẻ cũng danh giá thực, nhưng cũng đáng sợ lắm, không biết quyết đoán ra sao cả. Cụ quay về bảo ông con trai: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Phương ngôn nói thế, mày làm con Tuyết phải hư hỏng,
Mày làm xấu mặt tao, bây giờ tao xin nhờ ở mày. Cụ ông cũng gật gù và rằng: Ừ, thế thì toa nghĩ nên thế nào hả toa? Có con gái nhớn thì nguy như chứa bom trong nhà, có phải thế không? Toa nên nghĩ cách nào tống khứ nốt con bé thì nhà này không còn lo điều gì nữa. Văn Minh ôm đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: Thế cũng không được, người ta đương nghi là nó phải lòng anh Xuân, bây giờ mình lại cũng gả chạy tang cho anh Xuân, như thế có khác gì thú nhận với người ta là con gái mình đã hư hỏng với Xuân. Chỉ còn cách là mặc kệ đấy, cứ việc ma chay cho xong chuyện đi, rồi sau người ta xin cưới thì mình gả, bằng không thì hãy gả cho anh Xuân cũng chưa muộn. Bà mẹ hỏi ngay: Dễ thế cơ à, sao hôm nọ anh kêu chưa chắc người ta ưng thuận con bé? Văn Minh đành phải chống chế: Nếu tôi nói thì chắc người ta cũng bằng lòng. Về phần cụ Hồng, rất thích được có chàng rể như ông Dr. Xuân, thấy con trai nói thế thì cũng bằng lòng vậy. Mặc dầu giá xong việc ngay thì cụ sung sướng hơn nữa. Còn Văn Minh, trước tình hình nghiêm trọng ấy, đành phải bóp chán nghĩ những cách nay mai gột rửa bằng xà phòng thơm cho cái quá khứ của Xuân tóc đỏ, để nếu cần thì gả em cho một người như thế, ông cũng không đến nỗi xấu mặt. Trước kia ông bực mình về nỗi thiên hạ cứ nhầm mãi Xuân bao nhiêu, thì bây giờ ông lại mừng thầm cũng về một điều ấy bấy nhiêu. Cũng như những kẻ tân tiến khác, sau khi gây ra một việc bậy thì xấu hổ lắm, không có gan nhận lỗi nữa. Ông đành ép lòng tìm những cái gì còn cứu chữa được. Ông đứng lên hùng hồn mà rằng: Thôi được, mẹ cứ yên tâm, bà cứ yên tâm, tôi sẽ làm thế nào cho con Tuyết lấy được chồng một cách danh giá thì thôi. Bây giờ xin cho phát phục, kẻo đã quá muộn. Cả ba người yên lòng xuống dưới nhà cắt đặt mọi việc. Bọn con cháu vô tâm ai cũng sung sướng thỏa thích. Người ta tưng bừng vui vẻ đi đưa giấy cáo phó, gọi phường kèn thuê xe đám ma. Tối hôm ấy, khách khứa đến hỏi thăm phúng viếng chia buồn tấp nập. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ thì cất đám. Hai viên cảnh sát thuộc hộ thứ 18 là Minder và Mintoa đã được thuê giữ trật tự cho đám ma. Giữa lúc không có ai đáng phạt mà phạt, đương buồn rầu như những nhà buôn sắp vỡ nợ, mấy ông cảnh binh này được có cái đám thuê thì sung sướng cực điểm, đã trông nom rất hết lòng. Thành thử tang gia ai cũng vui vẻ cả, trừ một Tuyết. Tại sao Xuân lại không đến phúng viếng gì cả? Tại sao Xuân lại đi không đi đưa? Hay là Xuân khinh mình? Những câu hỏi ấy đã khiến Tuyết đau khổ một cách rất chính đáng, có thể muốn tự tử được. Tìm kiếm khắp mọi mặt trong bọn người đi đưa đám ma cũng không thấy bạn trai đâu cả, Tuyết như bị kim châm vào lòng. Hôm nay Tuyết mặc bộ y phục ngây thơ, cái áo dài voan mỏng, trông có cóc xê, trông như hở cả nách và nửa vú, nhưng mà viền đen và đội một cái mũ mấn xinh xinh. Thấy rằng thiên hạ đồn mình hư hỏng nhiều quá, Tuyết bèn mặc bộ ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất hẳn cả chữ trinh. Với cái cháp trầu cau và thuốc lá, Tuyết mời các quan khách rất nhanh nhẹn, trên mặt lại hơi có một vẻ buồn lãng mạn rất đúng mốt, mốt nhà có đám. Những ông bạn thân của cụ Cố Hồng ngực đầy những huy chương như Bắc Đậu Bội Tinh, Long Bội Tinh, Cao Mên Bội Tinh, Vạn Tượng Bội Tinh, trên mép và cằm đều đủ râu ria, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc đen hoặc hung hung, hoặc lấm tấm điểm bạc, hoặc trơn mượt, hoặc lún phún hay rầm rậm loan quanh. Những ông tai to mặt lớn đi sát ngay với linh cữu, khi trông thấy làn da trắng thập thò trong lần áo voan trên cánh tay và ngực Tuyết, ai nấy đều cảm động hơn những khi nghe thấy tiếng kèn xuân nữ ai oán não nùng. Với một cái đám ma theo cả lối ta tàu Tây, có kiểu bát cống lợn quay đi lọng, cho đến lốc bốc xẻng và bú rích, và vòng hoa có đến 300 câu đối, vài 300 người đi đưa, lại có cậu Tú Tân chỉ huy, những nhà tài tử chụp ảnh đã thi nhau như ở hội chợ. Thật là một đám ma to tát, có thể làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu.
Khi đi được bốn phố, giữa lúc Tiffany và bà vợ, bà phó đoan và ông Joseph Thiết và mấy người nữa đương lào xào phê bình thái độ của Xuân, thì thấy cả đám phải đứng dừng lại như hàng đầu gặp phải một nạn xe cộ vậy. Giữa lúc ấy, sáu chiếc xe, trên có sư chùa bà Banh, xe nào cũng che hai lọng, từ một ngã len vào chiếm chỗ sau năm lá cờ đen, hai vòng hoa đồ sộ, một của báo gõ mõ, một của Xuân cũng len vào hàng đầu. Cậu Tu Tân vội chạy lên bấm máy ảnh lách tách rồi xuống thưa với mẹ. Cụ bà hớt hải chạy lên rồi cảm động hết sức, vì đó là phần của ông Xuân. Ông Xuân đốc tờ và ông Xuân cố vấn báo gõ mõ nên mới có sự long trọng như thế thêm cho đám ma. Cụ sung sướng kêu, ấy dạ không có món ấy thì là thiếu, chưa được to, may mà ông Xuân đã nghĩ hộ tôi. Sư cụ Tăng Phú thì sung sướng và vênh váo ngồi trên một chiếc xe, vì sư cụ chắc rằng trong số thiên hạ đứng xem ở các phố, thế nào cũng có người nhận ra rằng sư cụ đã đánh đổ được hội Phật giáo, và như thế thì là một cuộc đắc thắng đầu tiên của báo gõ mõ vậy. Xuân tóc đỏ cắt đặt đâu vào đấy rồi mới xuống chỗ những người đi đưa. Tuyết đã liếc mắt đưa tình cho nó để tỏ ý cảm ơn. Mọi người đã ngợi khen nó hoặc ghen ghét nó. Đám ma đi đến đâu làm huyên náo đến đấy. Cả một thành phố đã nhôn nhao lên khen đám ma to, đúng với ý muốn của cụ Cố Hồng. Thiên hạ chú ý đặc biệt vào những kiểu quần áo tang của tiệm may Âu Hóa, như ý ông Tiffany và bà Văn Minh. Cụ bà sung sướng vì ông Đốc Xuân đã không giận mà lại giúp đáp phúng viếng đến thế. Vì đám ma như thế, kẻ đã danh giá nhất tất cả. Đám cứ đi, kèn ta, kèn tây, kèn tàu lần lượt thay nhau mà rộ lên. Ai cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh, song lè, sự thực thì vẫn thì thầm với nhau. Chuyện trò về vợ con, về nhà cửa, về một cái tủ mới sắm, một cái áo mới may. Trong mấy trăm người đi đưa thì một nửa là phụ nữ, phần nhiều tân thời, bạn của cô Tuyết, bà Văn Minh, cô Hoàng Hôn, bà Phó Đoan. Thật là đủ giai thanh gái lịch, nên họ chim nhau, cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, ghen tuông nhau, hẹn hò nhau bằng những vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma. Đám cứ đi, chen lẫn vào những tiếng khóc lóc mỉa mai nhau của những người trong tang gia, người ta thấy những câu thì thào như sau này: con bé nhà ai kháu thế, con bé bên cạnh đẹp hơn nữa, cái thằng ấy bạc tình bỏ mẹ, xưa kia vợ nó bỏ nó chứ, hai đời chồng rồi còn Xuân chán, gớm cái ngực đầm quá đi mất, làm mối cho tớ nhé, mỏ vàng hay mỏ chi, không hẹn hò gì cả, vợ béo thế, chồng gầy thế thì mọc sừng mất. Và còn nhiều câu nói vui vẻ, ý vị khác nữa, rất xứng đáng của những người đi đưa đám ma. Đám cứ đi. Đến huyệt, lúc hạ quan tài, cậu Tú Tân lộm thộm trong chiếc áo thụng trắng, đã bắt bẻ từng người một, hoặc chống gậy, hoặc gục đầu, hoặc cong lưng, hoặc lau mắt như thế này, như thế nọ, để cậu chụp ảnh kỷ niệm lúc hạ huyệt. Bạn hữu của cậu rầm rộ nhảy lên những ngôi mã khác mà chụp, để cho ảnh khỏi giống nhau. Xuân tóc đỏ đứng cầm mũ nghiêm trang một chỗ, bên cạnh ông Phán mọc sừng. Lúc cụ Hồng ho khạc mếu máo và ngất đi, thì ông này cũng khóc to hít hít hít. Ai cũng để ý đến ông cháu rể quý hóa ấy. Ông ta khóc quá, muốn lặng đi, thì may có Xuân đỡ khỏi ngã. Nó chật vật mãi cũng không làm cho ông đứng thẳng lên được. Dưới cái khăn trắng to tướng, cái áo thụng trắng lòe xòe, ông Phán cứ oặt người đi, khóc mãi không thôi. Hít, hít, hít. Xuân tóc đỏ muốn bỏ quét ra thì chợt thấy ông Phán dúi vào tay nó một cái giấy bạc 5 đồng gấp tư. Nó nắm tay cho khỏi có người nom thấy, rồi đi tìm sư cụ Tăng Phú, lạc trong đám 300 người đương buồn rầu và đau đớn về những điều sơ suất của khổ chủ.